Một vụ nổ súng xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, làm hai người chết, bốn người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Hình ảnh từ clip cho thấy vụ nổ súng xảy ra vào trưa hôm qua 27 tháng 10. Lúc này có hai xe 7 chỗ và một xe 16 chỗ đậu trên đường bê tông cạnh con suối. Sau khi hai nhóm với hơn 20 người cự cãi và sượt đuổi nhau, người dân nghe hơn 10 tiếng súng nổ, không chỉ dùng súng, những người mang khẩu trang che kín mặt còn cầm mã tấu truy tìm đối phương trong một căn nhà xây dựng dở dàng. Những nạn nhân tử vong và bị thương có nhiều viên đạn chì của súng hoa cải găm vào cơ thể. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, Công an thành phố Phú Quốc đã bắt 17 nghi can trong vụ nổ súng này. Ông Hưng cũng cho biết liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người gây rối trật tự công cộng theo thông tin ban đầu vụ nổ súng nghi liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai